nữa lại trôi qua và Thu Hòa rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Du lịch và Cuộc sống. Không biết là chương trình hôm nay sẽ mang đến cho chúng ta những thông tin du lịch thú vị nào đây? Hãy cùng điểm qua những nội dung chính của chương trình kỳ này quý vị nhé! Phát động giải báo chí du lịch thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Lựa chọn trang phục du lịch ngày hè. Bí kíp khám phá đảo Jeju mùa hè. Mùa hè này, bạn đã lên kế hoạch đi du lịch ở đâu chưa ạ? Dù là lên núi hít thở không khí trong lành hay là hòa mình vào biển xanh mát lạnh cũng đều tuyệt vời hết phải không ạ? Sau khi xác định được điểm đến thì việc tiếp theo chúng ta cần làm là chuẩn bị cho mình những bộ trang phục thật đẹp để xinh lung linh luôn. Và trong chuyên mục Cẩm nang du lịch kỳ này, hãy cùng theo chân Thu Hà lựa chọn những bộ trang phục du lịch ngày hè quý vị nhé! Xin chào quý vị khán giả. Vậy là mùa hè cũng đã đến rồi và không biết là các bạn sẽ lựa chọn bộ trang phục như thế nào cho chuyến du lịch năm nay nhỉ? Riêng đối với bản thân Thu Hà là một người rất thích chụp ảnh, vì thế Thu Hà sẽ ưu tiên lựa chọn những bộ trang phục mà phải đẹp cái đã để check-in thật là lung linh. Và mỗi người thì sẽ có một tiêu chí lựa chọn khác nhau. Ngày hôm nay, quý vị hãy cùng với Thu Hà tìm hiểu những cách lựa chọn trang phục cho chuyến du lịch mùa hè này nhé. Chào bạn. Mình là Thu Hà đến từ chương trình Du lịch và Cuộc sống. Hôm nay thì mình đến đây để tìm kiếm những bộ trang phục để chuẩn bị cho chuyến du lịch mùa hè năm nay. Thì không biết là bạn có thể tư vấn cho mình một vài kiểu trang phục phù hợp không ạ? À, chào bạn, hôm nay mình sẽ giúp bạn lựa chọn một số bộ trang phục cho chuyến du lịch kỳ này của bạn ha. Dạ. À, thì với xu hướng hè mùa hè thì đa phần các trang phục sẽ lựa chọn với chất liệu như là mịn, mát, thấm hút mồ hôi và dễ dàng cử động và vận động khi mà mình đi du lịch ha. Thì với những chuyến đi như bạn có thể đi về biển thì các bạn trẻ hiện nay đang thích chọn những sản phẩm như là đầm maxi có họa tiết hoặc là những tông màu trắng, vàng, vàng nhạt hoặc hồng nhạt để lên hình trở nên bắt mắt hơn. Còn ngoài ra nếu như bạn có nhu cầu đi du lịch ở những địa điểm khác như mình leo núi hoặc là mình đi những địa điểm nào mà cần sự thoải mái và vận động dễ dàng thì các bạn vẫn cũng hay lựa chọn các sản phẩm như là áo thun, áo phông, phông rộng hoặc là những form crop top để khoe một cách nhẹ nhàng cái vùng eo của mình, thì kết hợp với những loại quần váy hoặc là quần jean, quần short. Và đối với mùa hè năm nay thì các bạn trẻ đang lựa chọn xu hướng thời trang như thế nào, cách phối đồ ra sao, bạn có thể tư vấn cho mình để mình trở nên xanh điệu hơn được không nào? Mùa hè năm nay thì mình thấy rất lạ, tại vì một số đầm lên ngôi như đầm maxi thì thường trước đây thì các bạn nữ hay lựa chọn những phong đầm ngắn để trở nên sexy hoặc quyến rũ hơn, nhưng mà mùa hè năm nay thì các bạn lại lựa chọn những trang phục mà nó nhẹ nhàng và nữ tính, thiểu như những chiếc đầm dài ở giữa bắp chân, các tông màu nhẹ nhàng cũng lên ngôi, thì như là màu hồng nhạt, vàng nhạt hoặc là những cái họa tiết hoa rất là nhẹ nhàng, nhã nhặn, chứ không đi vào những cái trang phục mà quá sức bắt mắt hoặc sặc sỡ. Một số bạn thì lại thích cái sự khỏe khoắn, năng động hơn thì lựa chọn những form áo thun hoặc là những loại crop top. Đối với những chiếc áo thun hay là áo crop top như vậy thì mình nên lựa chọn những chiếc quần với chất liệu như thế nào, hay là váy cần phải có chất liệu yêu cầu ra sao để phù hợp nhất ạ? Khác với những mùa hè năm trước thì năm nay những cái loại quần váy hoặc là chân váy cặp cao lên ngôi, thì người ta không còn chuộng những trang phục mà như cặp thấp nữa. Là cặp cao sẽ khiến các bạn nữ dễ dàng tôn dáng hơn và nhún nhá ba vòng hơn. Bây giờ Hà sẽ cùng Ngọc đi một vòng trong shop để tìm một bộ trang phục cho chuyến đi du lịch của Hà kỳ này nhé. Dạ. Cô gái nào mà chẳng muốn mình luôn xuất hiện thật xinh đẹp và cá tính. Khéo léo lựa chọn trang phục cho những chuyến du lịch ngày hè sẽ giúp các bạn thoải mái, tự tin thăm thú đó đây, và đặc biệt là có những tấm hình kỷ niệm thật đẹp cùng với những người thân yêu của mình. Nếu còn đắn đo về trang phục du lịch ngày hè, hãy nhớ 3 bí kíp nhỏ mà Du lịch và Cuộc sống chia sẻ hôm nay nhé. 1. Hãy chọn những chất liệu thoải mái. 2. Là hãy lưu ý mục tiêu chuyến đi của bạn là gì, một chuyến nghỉ dưỡng nhẹ nhàng hay một chuyến trải nghiệm với nhiều hoạt động ngoài trời. Và cuối cùng là hãy tham khảo những xu hướng thời trang đang được yêu thích nhất. Với 3 bí kíp nhỏ này, chắc chắn các bạn sẽ luôn mặc đẹp và tự tin trong mọi chuyến du lịch. Như vậy là chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu những điều đáng quan tâm khi mà lựa chọn những bộ trang phục cho mùa du lịch sắp tới. Và Thu Hà hy vọng rằng các bạn, đặc biệt là các bạn nữ như Thu Hà, cũng sẽ lựa chọn được cho mình những bộ trang phục vừa thoải mái này, vừa lung linh để có thể chuẩn bị cho chuyến du lịch sắp tới nhé. We'll be right back.
đảo Jeju là hòn đảo lớn nhất Hàn Quốc và cũng là tỉnh nhỏ nhất của đất nước này. Hòn đảo có diện tích bề mặt 1.846 km², nhờ nằm cách đất liền 130 km nên đảo Jeju chịu ảnh hưởng bởi khối khí đại dương. Mùa hè thì mát, mùa đông thì ấm. Nhiệt độ cao nhất trong những tháng hè không quá 33 độ C và không dưới 10 độ C vào mùa đông. Ngày trước, đảo Jeju là vùng đất nghèo đói nhất Hàn Quốc vì tách rời với đất liền, đất canh tác không nhiều. Cây trồng ở đây chỉ toàn cam, quýt, hồng. Thời phong kiến, đây là vùng đất để lưu đày các phạm nhân. Tuy nhiên, kể từ sau bộ phim Bản tình ca mùa đông đình đám, đảo Jeju được biết đến như địa điểm du lịch mới đầy thú vị. Qua những thước phim, đảo Jeju hiện lên long lanh nhưng cũng đầy hoang sơ. Chính vì điều này mà hàng năm, đảo Jeju đã thu hút hàng triệu lượt khách du lịch từ nhiều quốc gia trên thế giới. Trái ngược với Seoul nhộn nhịp tấp nập người và xe, nhà cao tầng sang sát, Jeju lắng động và êm đềm, xứng đáng với danh hiệu hòn đảo của hòa bình. Đối với người Hàn Quốc, đảo Jeju xinh đẹp với phong cảnh thanh bình, bờ biển tràn ngập nắng và gió là địa điểm lý tưởng cho những kỳ trăng mật hoặc những kỳ nghỉ giúp gắn kết gia đình. Mến, Jeju được mệnh danh là thiên đường biển ngọt ngào của xứ sở kim chi. Và trong mùa hè này, chắc chắn là Jeju sẽ là một trong những điểm đến yêu thích của nhiều du khách với nhiều thắng cảnh độc nhất vô nhị và những hoạt động đậm chất thể thao và khám phá. Và ngày hôm nay, để giúp bạn tiết kiệm thời gian và có thêm nhiều lựa chọn khi mà lên lịch trình khám phá Jeju, chuyên mục cửa sổ du lịch kỳ này sẽ cùng trò chuyện cùng với chị Nguyễn Thu Thảo, là giám đốc phát triển thị trường khu vực Đông Nam Á của công ty KKday, một công ty du lịch trực tuyến chuyên về các sản phẩm phục vụ cho nhu cầu du lịch tự túc của du khách. Dạ, em xin được chào chị Thảo ạ. Xin chào Thu Hà, xin chào tất cả các bạn. Dạ, chị Thảo thân mến, ở Jeju thì có rất là nhiều điểm đến khác nhau. Thì ngoài những cái địa điểm mà tour du lịch nào cũng có rồi, thì còn có những địa điểm nào mình cần phải nhắc đến trong mùa hè năm nay không ạ? Jeju là một cái hòn đảo mà được thiên nhiên ưu ái ban tặng rất là nhiều cảnh đẹp. Thế và nếu như mà mình có thời gian dư giả thì có thể dành ở đây cỡ khoảng 4 cho đến 5 ngày để có thể khám phá được hết những cái địa điểm hấp dẫn nổi tiếng ở đây. Tuy nhiên thì nếu như mà mình không có cái quỹ thời gian quá là nhiều như vậy, KKday sẽ recommend cho các bạn là không thể bỏ qua một số cái địa điểm chắc chắn là khi mà mình phải đến Jeju. Đầu tiên thì không thể kể đến đấy là ngọn núi Hallasan, là ngọn núi cao nhất Hàn Quốc, độ cao là 1.950 m. Đây cũng là một cái ngọn núi biểu tượng của hòn đảo Jeju. Và khi mà mình lên tới đỉnh của ngọn núi này thì mình có thể nhìn thấy cái hồ nước gọi là đầm hươu trắng. Cùng với cái mình có thể ngắm nhìn được toàn cảnh Jeju ở đây rất là đẹp. Ngoài ra thì mình xuôi về phía nam đảo là vách đá Joseong Jeolli. Cái vách đá này thì được hình thành bởi cái hoạt động phun trào núi lửa trước đây ở đảo Jeju, và nhìn cái cấu tạo của nó thì khá là giống, tương đồng với lại gành đá đĩa ở Việt Nam của mình. Không thể không nhắc tới là thác Chân Bang, một thác nước mà khá là lạ khi mà nó không nằm ở giữa rừng, hay mình phải băng rừng lội suối mới tới được cái thác này, mà nó nằm ở ngay bên bờ biển. Một cái thác nằm ngay bờ biển rất là lạ, đúng không ạ? Đúng rồi. Dạ, và sau khi em nghe chị giới thiệu một vài địa điểm ở Jeju thì em cũng có một cái lo lắng, đó là những cái địa điểm này nó nằm khá là rải rác và rất là xa trung tâm của Jeju. Vậy thì khi mà mình di chuyển thì mình nên di chuyển như thế nào để vừa an toàn, vừa tiết kiệm và vừa hiệu quả nữa? Đặc biệt là khi mà chi phí đi lại ở Hàn Quốc thì đắt đỏ hơn rất là nhiều so với ở Việt Nam ạ. Cả ba cái điểm này thì mình đều có thể di chuyển tới từ Jeju hoặc là Sungwipo bằng xe bus, và mình có thể sử dụng với cái thẻ T-Money này để đi xe bus được. Cái này thì nó là một cái loại thẻ tiện lợi để mình có thể sử dụng để đi các loại tàu điện này, ngay kể cả Arex mình cũng thể sử dụng cái loại thẻ này đi xe bus, hoặc là thậm chí là một số hãng taxi cũng chấp nhận thanh toán bằng cái thẻ này luôn. Ngoài ra thì mình có thể sử dụng cái loại thẻ này để mua sắm ở một số cái cửa hàng tiện lợi nữa, rất là tiện. Cái thẻ này thì mình có thể mua rất là dễ dàng ở tất cả các cửa hàng tiện lợi như là 7-Eleven, hoặc là ngay kể cả khi mà mình vừa ra khỏi sân bay cũng có thể mua được. Cái giá của nó thì là 4.000 won cho cái tấm thẻ mà in hình các cái nhân vật Kakao Talk. Thế còn ở cái đây thì mình có một cái loại thẻ gọi là Limited Edition, có in hình cái đây. Và cái giá của nó thì sẽ ưu đãi hơn rất là nhiều, mình chỉ còn có 3.000 won thôi. Ngoài ra thì đối với lại các bạn mà đi theo nhóm đông hoặc là mình không có nhiều thời gian thì mình có thể sử dụng cái dịch vụ day tour của cái đây. Mình sẽ đi chọn 3 cái điểm này trong một ngày luôn. Và cái điểm cộng là
mình sẽ có hướng dẫn viên nói tiếng Anh. Thế nên là các bạn sẽ không sợ bị lạc, cũng như là cũng không sợ phải mình phải sắp xếp tất cả những cái lịch trình đấy khi mà cái thời gian của mình không được dư dả cho lắm. Cái dịch vụ này thì mình sẽ bao gồm cả dịch vụ ăn trưa cũng như là cái vé vào cửa của một số điểm tham quan nữa. Thế cho nên là khi mà mình đi tự túc ấy, thì cái tiền vé đó mình cũng sẽ phải cộng vào thêm trong cái lịch trình của mình. Theo em được biết thì khi mà mình đến Jeju thì không thể nào bỏ qua được những cái hoạt động trải nghiệm dưới nước đúng không ạ? À? Vì thế chị Thảo ơi, có thể bật mí cho em một số hoạt động vui chơi trải nghiệm ở Jeju dưới nước không ạ? Đã đi đảo lại còn vào mùa hè thì chắc chắn là mình sẽ không thể bỏ qua những cái hoạt động dưới nước rồi. Ngoài hoạt động tắm biển ra thì biển Jeju là một cái vùng biển mà nước rất là lặng, rất là yên. Thế nên là các cái hoạt động thể thao dưới nước cũng rất là phù hợp để mà mình có thể tham gia ở đây. Có thể kể đến một vài hoạt động tiêu biểu như là chèo ván đứng. Nếu như mà các bạn đã có xem cái show truyền hình thực tế Bed and Breakfast của chị Đại Hilly Hillary thì mình sẽ có thấy một cái cảnh là chị chèo súp rất là ngầu. Ngoài ra thì mình có hoạt động lặn ống thở để mình có thể ngắm được cái dạng san hô cũng như là các đàn cá bơi tung tăng ở dưới nước, rất là đẹp. Ngoài ra thì mình có cái hoạt động là có thể ngồi trên du thuyền hạng sang và enjoy cảnh biển ở Jeju nữa. Dạ, em nghe đến thì em cảm thấy rất là ấn tượng và tuyệt vời. Và chị ơi, những cái hoạt động ở Jeju thì nó có đắt đỏ không ạ? Có một cái tin vui dành cho tất cả các bạn, đấy là những cái dịch vụ này thì mình đều có mở bán trên cái đây. Và cái mức giá của nó thì đều ưu đãi hơn rất nhiều so với lại khi mà mình book trực tiếp tại điểm đến. Có thể kể đến như là đối với lại cái trải nghiệm chèo ván đứng thì mình chỉ cần chi ra khoảng 30.000 won cho cái dịch vụ này thôi. Và cái dịch vụ này thì không chỉ bao gồm là bạn được trải nghiệm là chèo ván đứng mà mình còn có cả bao gồm một hướng dẫn viên và các cái trang thiết bị rất là an toàn nữa. Và những cái hoạt động này khi mà mình trải nghiệm với giá là 30.000 won, và nếu như mà mình book trước qua cái đây thì có được giảm không ạ? Book trên cái đây là giá 30.000 won là đã giảm so với lại giá niêm yết ở thực tế. Ngoài ra thì khi mà mình book trước ở trên cái đây thì mình sẽ không lo bị hết chỗ, bởi vì Thu Hà biết rằng là mùa hè ở Jeju rất là nhiều khách du lịch và nhiều khi là những cái hoạt động này thì luôn luôn là fully book. Xin được cảm ơn những lời chia sẻ rất là thú vị đến chị Thảo ạ. Thưa quý vị, Thu Hà hy vọng rằng qua cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì quý vị và các bạn đã có thêm thật nhiều những thông tin bổ ích để có những ngày hè đáng nhớ ở Jeju. Một chút thông tin thêm đó là quý vị và các bạn thân mến, với thời tiết Jeju vào những tháng 6, tháng 7, tháng 8 thì không quá nóng, trung bình là vào khoảng từ 20 đến 28 độ C. Đảo Jeju thì rất là nhiều gió nên các bạn yên tâm là sẽ có được những ngày nghỉ hè thật là mát mẻ nhé. Tuy vậy thì nếu cẩn thận, các bạn vẫn cứ mang theo kem chống nắng, ô dù để có thể bảo vệ da. Một lần nữa Thu Hà rất là cảm ơn chị Thu Thảo ngày hôm nay đã cùng chia sẻ những thông tin bổ ích đến với chương trình Du lịch Cuộc Sống ạ. Xin cảm ơn Thu Hà. Hy vọng những thông tin vừa rồi cũng sẽ giúp quý vị và các bạn có những chuyến du lịch thật là thú vị. Và đừng quên là đồng hành cùng với chương trình Du lịch và Cuộc Sống vào khung giờ quen thuộc 16:20 phút thứ Bảy hàng tuần trên kênh HTV9 để cùng cập nhật những thông tin mới nhất về du lịch quý vị nhé. Thân ái chào tạm biệt.